khu công nghiệp và xây dựng. Khu công nghiệp thì nó sẽ đồng pha với bất động sản, nhưng mà nó sẽ gọi là hiệu ứng nó không bằng bất động sản được. Nên là anh em nếu mà đánh khu công nghiệp ấy, thì nên đánh bất động sản hay hơn. Đấy, nhìn bản chất nhóm khu công nghiệp nó không không tăng mấy này, không hưởng ứng luôn. Đấy, sau đến nhóm xây dựng nhá. Chết, quên mất thằng nhóm trên này, nhóm GVR này, IDC này. Đấy, nhìn qua thì nó vẫn như vậy. Nhìn qua thì vẫn như vậy anh em nhá, nhìn qua vẫn như vậy. Khu công nghiệp nó hơi khác một tí, bởi vì khu công nghiệp nó liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài nó vào nó đặt hàng nhiều cơ, nó FDI vào nhiều cơ thì khu công nghiệp nó mới ổn được. Tất nhiên là khu công nghiệp thì ông nào cũng, một số ông cũng cầm khu đô thị nữa, nên là một số ông mà có khu đô thị kèm theo thì cũng sẽ dễ chạy theo sóng bất động sản cùng hơn mọi người nhá. Ví dụ như con SSC cũng có khu đô thị này, KBC cũng có khu đô thị này, VGC cũng một tí này, IDC cũng có này. Đấy, nhưng mà bản chất thì nó vẫn sẽ không mạnh bằng nhóm bất động sản được. Em lưu ý nhé, khu công nghiệp sẽ là nhóm yếu hơn và chạy sau hoặc là chạy ít hơn bất động sản rất nhiều. Nên là nếu mà anh em vào khu công nghiệp ấy, thì anh em nên chọn nhóm bất động sản để theo sóng này, nó sẽ hay hơn. Chứng khoán và bất động sản nó sẽ rất dễ chạy sau nhóm 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 ngân hàng. Đấy, anh em cứ để ý, sóng ngân hàng mà mạnh ấy, thì sẽ đến hai nhóm kia. Đặc biệt lưu ý nhá anh em nhá. Phương pháp lướt sóng đã được chứng minh hiệu quả. Ví dụ như VGI lãi 80% trong vòng hơn 1 tháng, LPB lãi 56% trong vòng 2 tháng và rất nhiều cổ phiếu khác lãi từ 5 đến 10% trong vòng 2 tuần nắm giữ. Để được tư vấn cổ phiếu lướt sóng và cơ cấu danh mục, quý vị hãy liên hệ ngay qua Zalo 0932296768.